Xin chào các bác. Hôm nay là chả biết là có cái món gì mà lại chảo kho thế. Còn có cả lạc nữa. Chảo lạc. Các bác đoán xem em làm món gì. Bật bếp vậy. Cho nó bớt lửa đi. Đảm như răng lạc đấy. Các bác nào xem đến đây đã biết được, nhận ra được là món gì chưa? Thì đoán cho em vậy. Cái gì mà có lạc? Lạc giang. Tiết canh. Hay món gì nhỉ? Chờ em một chút nhé. Đấy. Răng lạc. Rang lạc xong rồi, cho em rang lạc xong rồi em chuyển sang cái món này cho các bác. Rang lạc nó cũng là đầy công phu đấy, không phải đơn giản đâu. Xong rồi rang là rang, rang là cũng vừa lửa thôi. Chảo đều tay quá một tí là nó cũng không được, mà non quá thì ăn nó ngái, không dầu không ngon, giòn quá thì hết bùi. Cái món này đảm bảo là đến 100% các bác đều thích ăn. Chỉ có thấy là các bác có tiện để ăn hay không thôi. Còn là đã làm lên thì các bác đảm bảo chức năng, mà cái món này thì phải làm ở nhà thì mới cả nhà mới yên tâm. Với những bác nào mà bác ấy tính bác ấy ăn thanh cảnh ấy, bác ấy ngại về vấn đề vệ sinh ấy, an toàn ấy, thì bác ấy sẽ tự làm được. Đấy, em đang úp mở mở để các bác biết là em đang chuẩn bị làm cái món gì nhé. Nay em vừa mới đi ra đồng lượm được một ít con này. Tên của nó là con gì thì em chả biết, thì em đang làm xem nó ăn là như thế nào. Bác nào biết con này là con gì không? Tên của nó khá là đẹp đấy. Con này là con cá mai các bác nha. Cá mai tên đẹp không? Con cá này em mới vui thôi chứ nó không sống ở nước ngọt đâu. Con cá này là ở biển. Cá mai này thì làm cái món gì là ngon nhất ở các bác? Tất nhiên là em thì cũng có thể làm được rất nhiều món cá mai này cho các bác, nhưng hôm nay thì em làm cái món gọt cá mai. Đó. Để chúng ta ăn sống nguyên như thế này nhé, không có luộc, không có gấp, không làm bất kỳ gì. Đó. Ngư dân người ta đánh ở biển về thì mình ra đó, mình mua được về mình làm. Con cá mai này thì về thì mình bóc nó ra, bỏ cái xương đi. Nhưng nhé, một số nhà hàng người ta làm thì người ta để nguyên cả cái xương đấy. Em ăn nhiều rồi, ở Vũng Tàu, Hồ Chí Minh ăn mấy cái này rồi. Nhưng mà quay đi còn lại về thì gọi
cá mai Phú Yên tự làm ngon nhất. Đó. Là ngon nhất trong tất cả các bữa ăn cá mai mà em đã từng thưởng thức ở bên ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, cá vừa đánh từ biển lên, mình ra mình mua về mình tự làm, gia vị thì đầy đủ, xoài thì nhà có cây xoài xanh của bác hàng xóm sang xin bác ấy hai quả, rau húng chanh thì tự trồng được, lạc thì bà con bóc tay như này, nên là lạc bóc tay chứ không có lạc công nghiệp, mua về. Người nhà quê tụi em nó vất vả như thế đấy. Cái gì nó không có được ăn hàng, ăn quán, người phục vụ đâu. Mà muốn ăn thì phải lăn vào bếp, dãy dãy. Mùa chân, mùa tay vào có cái mà đưa lên miệng mà ăn cho nó ngon được các bạn ạ. Chứ không có điều kiện ra ngồi máy lạnh được. Cũng muốn lắm nhưng mà không muốn được. Ở đâu thì có như nào em làm thế nhé. Kinh tế khó khăn thì toàn than một tí cho nó gần Quảng Ninh các bạn. Đấy là cũng gần được rồi. Làm cái món này đơn giản mà ngon. Mà hai thực khách nhí nhà em lại ăn được cái này rất là ngon. Và em thì rất là hay nhạy cảm với những cái đồ ăn tanh như tôm cua cá, nhưng em ăn vào cái bộ máy tiêu hóa của em vẫn vô tư, không có phản ứng gì cả, cho nên là em thấy là cứ mỗi lần là đến mùa là em phải chạy ngay ra khu chợ đó. Cái này. Ngoài ra ấy, em cũng hôm nào nha các bác nhấn follow đi, em lại làm một món nữa. Nói chung là nó cũng phải 1910 với cái món này. Các bác, em nghĩ là các bác chưa ăn đâu, chắc chắn cái món đấy, bởi vì nó rất là dân dã mà chỉ có người dân làng chài ven biển thì họ ăn những cái món đấy mà nó rất là ngon. Thì cái đó thì em sẽ làm xong. Nhiều khi làm nhiều quá nên sợ tài nguyên môi trường cũng bị cạn kiệt. Cái giống cá này nó như vậy thôi. Chứ nhiều khi người nước ngoài người ta xem, người ta lại bảo là tại sao Việt Nam thì con gì nó cũng bắt. Thực ra nó nói như các bác ạ, biển thì là biển của cả thế giới, nó rộng lắm. Nước thì đâu có phải nó giống như con cá nó nuôi ở trong ao của mình đâu, mà bảo là thì ở Việt Nam nuôi cá ông bắt đấy. Nó rộng như thế thì nó bơi ra, nó sang Biển Đông, nó sang Philippines, Trung Quốc, Malaysia, rồi nó sang Đại Tây Dương, đi theo cái luồng nước của nó, đúng không? Thì ở mỗi một môi trường thì có một cái loài thực vật, sinh vật nó sinh sống. Thì tất nhiên mình không thể phải nói là khoa học mình đánh con to đi con nhỏ nó để cho nó sống, nhưng nói như thế cũng không hoàn toàn chính xác đâu. Bởi vì là thế, khi mà cái biển nó nhiều á thì để mà đánh được con cá to á, thì cần phải trang bị những cái ngư cụ cực kỳ là hiện đại và nó đắt tiền lắm, thì người ta mới đi đánh được những con cá ở ngoài khơi đấy. Còn ở vùng ven như thế này thì bà con Việt Nam mình thì kinh tế không có, thì bây giờ có gì thì để đi đánh cái đó. Mà nó là cá ao cá biển thì nó cũng đâu có phải là đánh một cái mà nó hết ngay được bà con, đâu có phải còn cá voi cứ ngã được một hớp một cái mà hết cả cái biển, đúng không bác? Tất nhiên mình không khuyến khích cái việc đánh bắt cái cá nhỏ, nhưng trong môi trường tự nhiên mình không đánh nó cũng chết, thì đến chu kỳ của nó cũng chết. Sinh sôi nhiều thì con cá khác nó cũng ăn. Mà con cá khác nó có ăn đi rồi, nó cũng không phải là ở vùng biển của các bác đâu, nó cũng chả phải ở Phú Yên đâu,
mà nó cũng không ở Thanh Hóa, nó ở Nghệ An, mà nó trong nó còn sang Philippines, mà đôi khi nó cũng chả ở đấy đâu, nó đi chỗ khác. Cho nên là nhiều khi chúng ta nghĩ nó sâu xa một tí, để đất nước phát triển thì người ta khuyến khích cái ngư cụ hiện đại các thứ thôi để bảo vệ môi trường rồi các thứ thôi, còn mình bây giờ cứ bảo vệ cái cuộc sống trước đã rồi mới tính đến cái đó. Cũng như là không nên kích điện này, không nên hủy diệt môi trường, không nên dùng mìn, không nên dùng hóa chất độc hại xả ra môi trường, chứ còn ngoài cái môi trường thiên nhiên đấy mà. Thì còn cái ở Việt Nam mình cái gì nó cũng nhỏ, con cá con tôm nó nhỏ nhỏ nó chỉ có vậy thôi, thì chúng ta đánh bắt như thế thì nhiều khi nó lại là mức cân bằng sinh học của môi trường của tôi. Thế để các bác nước ngoài thông cảm là Việt Nam bọn em nó là như vậy, còn các bác thì người to thì ăn cá to thì thôi, thì chúng em cũng không biết để mà phân tích làm sao cho nó cụ thể. Nhưng mà em thấy các bác Tây sang đây ăn mấy cái món này cũng chả bác nào chê là nó cũng không ngon cả. Thì đấy, thì cũng nhiều khi nó cũng khổ. Đa phần là các bác đi mà thử ẩm thực đường phố mà xem Việt Nam chúng em ăn toàn những cái món nhiều nhiều nhỏ xinh xinh, toàn cái nước người ta không ăn ấy, nó cấm hoặc đánh bắt. Nhưng còn mày tự nhiên mà lấy còn cá to thì có cá to, các bác thích cá to thì hôm nào em lại làm một con cá ngừ độ 40 cân về em review cho cá to. Có gì đâu, đơn giản. Quan trọng là làm có ai xem hay không, làm hai vợ chồng làm xong ăn không hết các bạn. Mình đi mắc nợ đi, mượn bao nhiêu tiền để ra đi làm con cá rõ to. Có gì kiểu như thế này thôi, nó vừa miếng, hợp kinh tế, túi tiền thì em làm như thế này vừa là vui chơi giải trí. Và mọi người biết đến được cái văn hóa ẩm thực của mọi miền trên Tổ quốc. Chứ cũng không phải là săn view, săn like, kiếm kỳ ca kỳ cụ đâu được 1-2 view đâu các bác. Vất lắm. Được mà làm một YouTuber thì khó lắm, đầu tư lắm. Nhưng tôi làm được giống như em thì tôi tước bờ chứ không có YouTuber đâu ạ. Em làm đây thì ai thì một buồn buồn search vào được, tìm được thì xem thì có lâu không có. Các bác xem thì không hay thì lướt qua cho em được, chứ đừng thả cho em cái dislike vào đấy, nhìn nó là sao ấy các bạn, nó cực kỳ các bác. Cho đi, mình cho đi thì mình nhận lại được nhiều thứ, còn không cho thì thôi, chứ đừng cho để cho người khác những cái không ăn được, cái đồ đổ đi thì đi cho thì đừng có cho, như thế nó mang tội, nhiều tội. Đã cho, không cho thì thôi. Cố giữ đấy hoặc mang về mà ăn, đã không cho thì thôi, không được một like, không được một chia sẻ một follow thì thôi, là còn dí cho cái vài cái dislike vào đấy, xong rồi thả cho vài chữ giống như kiểu như gì đấy, em nhìn thấy được. Nói chung là chả biết lời nào để mà tả các bạn. Em mỏi tay, một tay em cầm em quay, một tay em giang lạc như này chắc một tay một thì nói nữa. Thôi cho phép em tạm dừng cái này đã. Rồi các bác đợi nhá, đợi em nhé. Sau khi giang lạc, lạc đã chín rồi các bạn. Cảm quan của cái lạc này là rất là ngon. Thế còn cà mai sau khi làm xong thì em đi cất được. Em cất bỏ vào trong tủ lạnh các bạn, cho vào cái đấy để còn em còn làm cái gia vị khác nhá. Cất đi, bởi vì em làm quy trình hơi ngược, các bác làm cái khác trước rồi làm cái đấy sau thì ngược nhá. Rau thơm các bạn ạ. Cho xoài xanh vào.
Dầu thơm thì cái rau thơm á, thì ai ăn dầu gì thích ăn dầu thì ăn, nhưng nhé, ăn đồ biển này các bác là ưu tiên ăn cái shiso nghĩa là tía tô. Mấy anh bạn người Nhật ấy, khi sang Việt Nam em hay mời các anh ấy đi ẩm thực ấy, thì các anh ấy rất là thích ăn cái này. Hỏi các anh ấy để các anh bảo ăn cái này rất là tốt, mà nó cũng nghe đâu đó thôi các bác nhé, chứ em không phải em tuyên truyền như đúng rồi như sách đâu. Em nghe đâu đó thì bảo cái này ấy, nó có thể khi mình ăn mấy cái đồ hải sản ấy, nó cũng có tác dụng để chống ngộ độc, nó không bị ngộ độc hải sản. Thế em bảo thế thì em cũng không biết là có nghiên cứu nào như thế nào không, thì em cũng biết các bác tự tìm hiểu đó. Cho nên em rất là khuyến khích ăn tía tô. Đây là cây xoài của nhà bác hàng xóm đấy, nên sang xin bác. Như thế này xoài nó hanh hanh như thế này cũng là không được ngon lắm đâu, nhưng mà cũng được, bởi vì là cái món này là đòi hỏi là phải chua, càng chua càng tốt. Em cố tình là em bật quả xanh đấy. Nó xanh, nó hanh hanh rồi này. Cây xoài này rất là ngon, nó ngọt, ngọt cực kỳ ngọt luôn. Nó chín nó rất ngọt đấy, nhưng mà xanh thì chua. Thì nhiều khi em nói trêu bà bầu mà thèm của chua ăn cái này, nhiều khi còn em bé nó đòi chui ra luôn ấy. Em lên nhà em hái rau húng nhá, rau húng của nhà các bác. Nhà trồng được các bác, làm lại cái bụi này ăn ngon. Kiến. Vâng, xin chào các bác. Đấy, sau khi sơ chế xong thì em đã chuẩn bị xong xuôi để làm cái món cá mai các bác nhá. Gồm có lạc, xoài xanh, nước mắm này thì gia vị gồm có những gì Phương? Tỏi, ớt với đường. Đó, tỏi, ớt, đường, không chanh. Thế còn đây là nước cốt chanh em vắt riêng ra đây các bác. Rau sống. Rau thơm á. Đó, rồi xong khi mà làm xong cái cá thì em cho nó vô cái ngăn mát của tủ lạnh, bảo quản nó không đó. Sau đó là mình nhúng cái cá mai vào, gắp riêng ra đây. Ở đây là ít hơn là cái thìa trụng trụng mình nhấc lên cho nó đỡ mỏi tay. Cái này thì ăn gỏi này thì mình ăn với cả cái bánh tráng nướng ấy các bác, nhưng mà này thôi, này thời tiết nó nóng lắm, ăn cái đấy nó khô và lại ngồi lại thèm biêu mệt, nó khát nước đấy. Lấy cái muôi một chục. Thiếu chanh. Hơi ít chanh các bạn. Ít cá mà cũng nhiều cá. Nhiều cá. Lạc giòn, bùi. Vừa chín tới. Ngày xưa bé hay rang lạc cho bố uống rượu.
anh có kinh nghiệm luôn rồi. Ừ, màu chín. Đây lúc đầu là nó màu hồng đỏ này các bạn này, những con đỏ nó tươi ấy. Sau khi trụng qua đây thì nó chuyển sang cái màu này, màu trắng. Mình làm như thế này thì thôi ở nhà để nó quay lấy kích một tí. Vì ăn cái những cái đồ sống sashimi gỏi ghiếc như này là yêu cầu về cái đồ vệ sinh an toàn nó rất là chặt chẽ. Về làm khi mà đã làm này rồi thì không được rửa đi rửa lại bằng nước nọ nước kia nước đó. Nó tanh mà nó nhiễm khuẩn nó vào. Khi mình đã làm và làm luôn từ đầu đến cuối là tất cả là tay đồ là phải sạch sẽ. Chứ không phải là làm xong rồi tí nữa rửa qua cái nước kia được, nó không còn cái gì hết. Là ngon cả. Mà khi ta rửa con cá đi xong rồi ta bóc cái là nó đã sạch thì lúc đấy ta dùng tay ta bóc bóc xương nó đi cho đến lúc bây giờ là nó như thế này và nhúng chanh thôi, còn không rửa qua bất kỳ một nước gì khác nữa. Đó. Sau đó em lại múc riêng ra cái bát này. Mùa hè ăn cái món này nó thực sự là hợp lý. Món này nhậu hoặc là từ gia đình các chị, các bác, các em, các cháu đều ăn được hết. Chứ không phải lo. Không lo về vấn đề vệ sinh đâu. Làm như này yên tâm. Cái cá biển nó không giống như cá nước ngọt của mình. Và đặc biệt là mình cái quy trình chế biến từ lúc khi mình mua và nó đã tươi á. Nên lúc mình làm đó ra còn cho cái mắm không? Đây nước mắm em dã. Tất nhiên là ở nhiều nhà hàng cũng làm đảm bảo lắm các bạn, nhưng mà nó không hợp khẩu vị của gia đình. Cho nên là em làm theo cách này nó hợp khẩu vị của gia đình em. Trẻ con các cháu đều ăn được. Nhiều khi đi ra ngoài thì các cháu ăn cũng không hợp khẩu vị lắm, cho nên là các cháu cũng không ăn. Như này ăn đảm bảo. Đặc biệt là cái món này là rau sống, thì rau sống như các bác cũng biết ở đây mình rửa giấy thì nó đây là nó cũng theo cái ý của mình thôi. Nói chung là làm theo ý của mình, theo ý thích, muốn ăn thì theo đấy, tự mà làm theo ý thích đấy, vậy nôm na thì cho nó dễ hiểu. Cái nước mắm trộn này thì mình trộn với cả cái xoài xanh mình trải này lên chín hết rồi, con cá nó trắng. Ai thích ăn sống thì không cần phải trụng qua chanh, mà cứ như thế là ăn luôn cũng được. Thì nhà em mà thích ăn nó tái tái như thế này cơ, nó chín hơn. Còn nhiều bác nào mà thích ăn sống độ tươi ngon nguyên bản của nó thì cứ rửa sạch cái con cá này bằng nước muối đi, xong rồi là lấy tay sạch sẽ rồi bọc mình bóc cái xương nó đi, cho vào cái đồ gia vị như này mà chiến luôn. Còn ai mà thích ăn chín tái như nhà em thì làm cái cách nhà em mà.
cắt chút thôi, không có là nó chảy ra, gọi là để làm màu một tí thôi các bạn. Nó đầy quá, nó đầy ú lên này. Cái này đồ uống kết hợp với rượu vang hoặc là rượu quốc túy của Việt Nam, đó là quốc lủi các bạn nhé. Thì thôi em, hoặc là uống bia, các bác nào mà thích đồ ấy, thì uống bia đều được, bởi vì cái món này không ngại bất kỳ cái đồ uống nào cả, thậm chí không uống uống nước lọc cũng được. Nó đầy quá, lại phải cho sang cái tô to để trộn lên, đảo đều nó lên. Nhìn thấy nó ít ít thì cứ tưởng là ít, nhưng mà hóa ra nó lại nhiều quá. Không có chuyên nghiệp cho nên là mình không thưởng thức. Cái ớt nhà em giã là ớt chim ỉa nhé, ớt chim ỉa mà em nó ăn nó thơm. Quý quá. Vẫn đúng chỗ các bạn ạ. Việt Nam có tính gần cù, đánh rơi xuống đất thì quay quay vài cái là cái con vi khuẩn nó chóng mặt, là thổi phù là chiến luôn. Đó, lạc này thì đập dập cục đề củ. Lạc sau khi đập dập cho đây, thường thì sẽ ăn, mình ăn với cái bánh tráng nướng phồng ấy, mình xúc đây mình ăn, vì nhà em đã trộn đầy đủ về gia vị rồi cho nên không phải chấm nữa, mà cứ thế là gấp là ăn trực tiếp thôi, hoặc là gì mình có cuốn bánh tráng các bác nhé, đều được, cuốn bánh tráng đều được nhé. Ai cũng nói là sao rượu chín, chín quá. Bởi vì dân miền biển thì người ta ăn sống quen rồi. Nhưng mà khi mình làm cái món này lên theo cách của nhà mình thì ai cũng chê là sao làm gì mà nó chín quá vậy, ăn này nó không ngon. Nhưng thực sự sau khi ăn xong thì không phải là sau khi ăn xong mà sau khi bê lên ấy, thì chỉ trong vòng một đốt nhạc đã bay hết luôn. Nghĩa là còn tốc độ còn nhanh hơn so với việc ăn sống á. Một đĩa đây, ăn nhậu như thế này chỉ cần như thế này thôi là cũng đĩa này bốn anh em ngồi nhậu thoải mái này. Đúng, các bác ơi ngon không? Đấy đó, gọi cà mai các bác ơi, tự làm nó được như vậy thôi, các bác nào thử làm xem có ngon hay không nhá. Có gì thì chúc các bác ngon miệng. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở món sau nha. Mời các bác ăn gỏi cá mai nhé. Cách làm gỏi cá mai rất đơn giản. Cá mai mang về rửa sạch, bỏ xương, bóc xương đi. Gia vị để làm món cá mai này gồm có
rau sống, rau thơm, tía tô, rau húng, lủi, xoài xanh, lạc hay là đậu phộng. Đó, quy trình làm thì mình làm mắm sẵn để riêng và nhúng cái cá mai này vào chanh, sau đó cho mắm vào trộn đều lên như hình là thưởng thức thôi. Một quy trình như nào mời các bác xem cụ thể ở trong cái clip em đăng ở trong clip nhé, ở và một video các bác xem ở trong đó giúp em.